mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thiếu niên bớt lương. Một ngày vào năm 1995, nơi nhà khách từ viện Ngũ Đài Sơn có hai mươi mấy người chờ đợi được thỉnh giáo Hòa Thượng Diệu Pháp. Những người này đến từ trời Nam đất Bắc, luân phiên nhau hỏi. Mà vì sư phụ sung mãn trí huệ kia, các vấn đề khách nêu lên dù nặng đề đến mấy, ngài đều giải đáp hết sức ổn thỏa, dễ dàng. Tất cả giống như vừa trị bệnh là thấy có hiệu quả ngay, lay người tỉnh mạnh, khiến cho người nghe cảm giác như được uống cam lồ, pháp hỷ tràn trề, sung mãn. Bạch sư phụ, con từ Đài Loan sang Đại Lục khám bệnh. 3 năm trước con bị bệnh nặng lắm, sau đó toàn thân phát đau đớn, bị hành hạ, còn ăn uống không có vô, ngủ cũng không được nữa. Tứ chi nó uể oải không có sức lực, thống khổ vô cùng sư phụ ơi. Các bệnh viện lớn ở Đài Loan có chẩn khám con là không có ra bệnh. Họ chỉ nói là công năng thần kinh thực vật bị rối loạn cái gì đó. Con đã tiêm nè, chăm uống đủ thứ thuốc, nhưng vô dụng hết. Mà uống nhiều thuốc vô còn bị tác dụng phụ nữa. Thân thể của con này ngày càng suy. Lần này con đến Bắc Kinh khám, họ cũng chẩn đoán nói y như ở Đài Loan vậy đó. Không ai tìm ra nguyên nhân gì hết. Con chán nản quá trời quá đất luôn. Trước khi về Đài Loan, con muốn lên Ngũ Đài Sơn bái Bồ Tát. Vừa rồi có nghe một cái lão tiên sinh đi cùng xe luôn miệng tán thán ngài. Nếu như mà ngài có thể chữa lành bệnh cho con thì tốn bao nhiêu con cũng trả hết. Người đang nói khoảng hơn 30 tuổi, thân hình gầy ốm, ngũ quan tuy đoan chánh nhưng sắc mặt rất âm u. Từ anh ta thoát ra một luồng tà khí hắc ám, so với các thiện chứng đang ngồi tại đây thì rất là tương phản. Âm thanh sư phụ không cao nhưng đầy nghiêm nghị, lạnh nhạt. Ngài nói: anh chẳng phải là đồ đệ ta, không cần gọi ta là sư phụ. Ta cũng không phải là đại phu, không có khám bệnh, càng chẳng dám lấy tiền của anh. Anh hãy đi về mà thỉnh các vị cao minh khác đi. Nói xong, hòa thượng truyền lệnh đuổi khách, khiến những người ngồi tại đó rất ngạc nhiên. Xưa nay ngài chưa từng đối với ai như vậy. Người Đài Loan này cảm thấy rất khó chịu. Gương mặt xám vàng của anh ta bỗng đỏ phừng phừng lên. Anh tức giận nói: nhà Phật không phải chuyên trao giảng từ bi hay sao? Lý do nào mà ông không khám cho tôi mà khám cho người khác không vậy? Lại còn muốn đuổi tôi đi về nữa, trong khi tôi chưa hề đắc tội với ông mà. Sư phụ sắc lạnh và thật nghiêm: ngay cả cha mẹ sinh thành dưỡng nuôi mình mà ngươi còn dám đánh mắng, thì còn sợ gì chuyện đắc tội với ta? Câu này khiến anh ta lập tức giống hệt như quả bóng bị xì hơi. Anh có vẻ sững sờ, mắt mở to kinh ngạc, sắc mặt từ đỏ phừng chuyển sang tái nhợt, không nói ra được một lời. Các vị trong nhà khách im tiếng lao sao, mọi nhãn quan đều đổ dồn về anh ta. Hơn một phút trôi qua, anh dũng nhận thưa: Ngày sao mà biết việc của con? Trong đây đâu có ai quen biết con đâu. Ta đâu cần người khác mách, vì trước ngực ngươi có viết rõ ràng 4 chữ: ngỗ nghịch bất hiếu, rất to kìa. Nghe nói vậy, anh kinh hãi cúi đầu xuống nhìn vào ngực mình để kiểm tra. Ánh mắt người trong khán phòng thấy đều dán chặt vào ngực của anh, cùng tìm tòi soi mói, nhưng không thấy có gì khác lạ. Lúc này anh đột nhiên đứng dậy, tiến tới mấy bước, quỳ sụp xuống dưới chân hòa thượng, dập đầu đến chảy máu, run rẩy ai cầu sư phụ cứu anh. Anh kể mình từ bé là một thiếu niên bất lương, mấy cái chuyện trộm cắp, đánh nhau, chửi rủa người anh đều phạm. Anh không nghe lời cha mẹ dạy, sau đó bị trường học khai trừ. Anh trôi dạt khắp nơi rồi gia nhập băng đảng xã hội đen. Anh chuyên thu tiền bảo kê, gạt lừa con gái, cướp bóc, không ác nào mà không làm. Cha anh tức giận đánh anh, thì anh phản công khiến cho ông ngã nhào trên đất. Anh còn xô té luôn mẹ và tuyên bố nếu ai muốn quản giáo anh thì sẽ phóng hỏa thiêu rụi trụi lũi cả nhà. Phụ thân anh tuổi cao, giận quá sinh bệnh nằm liệt giường. Mẹ anh hàng ngày phải chăm sóc cho ông.
lại sợ anh ở ngoài tạo họa gieo ác, cha mẹ anh không bao lâu nối tiếp nhau qua đời. Anh ta hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp khai báo những hành vi ác liệt đã qua của mình. Khi kể đến song thân tạ thế thì anh không ngăn được nghẹn ngào, bật khóc to. Thế là một khối đá cứng cỏi, ương bướng khó điều phục đã bị uy đức của sư phụ làm cho mềm nhũn, phải mập đầu phủ phục. Trong lòng tôi hết sức cảm thán, xem ra người tốt người xấu gì dưới con mắt của sư phụ đều giống như có chữ viết lên trên thân họ, ngài đều nhìn thấu hết. Hòa Thượng dịu dàng nói: "Được rồi, đứng dậy đi. Nếu đã kêu ta là sư phụ thì phải nghe lời ta dạy, có làm được không?" Anh ta vui mừng nói lia: dạ được, con làm nổi mà, con nhất định sẽ sửa lỗi, nguyện làm người tốt kể từ đây luôn." "Được rồi, ta thu nhận con làm đệ tử." Anh ta sung sướng dập đầu lia lịa. Người tại khán phòng cũng xôn xao đứng dậy thành kính chắp tay. Hôm nay họ được chứng kiến một hoạt cảnh cảm động nên hoan hỷ tán thán không thôi. Hòa Thượng bảo một tăng sĩ trẻ: "Hãy dẫn hắn lên chánh điện, dạy hắn cách lễ bái sám hối, để hắn lạy ngàn lạy tại đại điện. Bao giờ tạ tội xong hãy trở ra." Sau một tiếng rưỡi, lúc anh Đài Loan ấy trở ra hướng sư phụ đảnh lễ thì trong anh đã thần thanh khí sáng, linh hoạt tươi tắn, giống như hai người trái ngược, hoàn toàn khác hẳn với lúc đầu. Anh tự thuật mình đã phát nguyện trước Phật, từ đây quy y Phật môn, sửa lỗi hướng thiện. Và sau khi phát nguyện xong, anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thoải mái, dường như bệnh tật đã lành. Tất cả những gì xảy ra trước mắt khiến người tại hiện trường tán thán không ngớt. Phật nói: "Tất cả chúng sanh đều có Phật tính, đều có thể làm Phật, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc." Phật lại nói: "Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, buông dao đồ tể, lập tức thành Phật." Trước mắt, anh thiếu niên bất lương ngày xưa từng tạo tội bất hiếu ngỗ nghịch, bị trời đất khiển trách, phải cưu mang hình phạt, lãnh báo hiện tiền, bệnh tật hành thân triền miên. May gặp minh sư hóa độ mới biết sám hối tỉnh ngộ, tẩy tâm đổi mặt. Đây đúng là kinh nghiệm và bằng chứng mà trong kinh từng nói: Phật là vị đại y vương chân chánh, Phật pháp có thể trị 48,000 bệnh. Tôi lại một lần nữa được chứng kiến quy lực Phật pháp vô cùng. Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian khác, chỉ cần chúng ta bình thường sống, không cẩu thả mảy tơ, thì sinh hoạt ngày thường đối với pháp luôn tương ưng và chắc chắn có thể thanh trừ những hiểu lầm miệt thị Phật giáo là mê tín vậy.